Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam già néo đứt dây. Lần đầu tiên từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Mỹ đã lên tiếng công khai về sự thiếu chính danh của các cơ quan quyền lực ở Việt Nam hiện nay. Tác giả Trần Đông A đã bình luận như vậy về chính sách ngoại giao của Việt Nam được chia sẻ trên truyền thông quốc tế. Hoa Kỳ chỉ trích: nhà nước Việt Nam không phải là nhà nước của dân, ngược lại chính quyền nhà nước đã ngăn cản, đàn áp quyền tham chính của người dân trên thực tế. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antonio Blinken. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ đề cập về quyền tự do chính trị ở Việt Nam và cho rằng công dân không thể lựa chọn chính phủ của mình thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín nhằm đảm bảo quyền tự do biểu đạt và ý chí của người dân. Báo cáo kết luận cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 năm 2021 đã không tự do mà cũng chẳng công bằng. Đến các cử tri còn chẳng có quyền giám sát các cuộc bầu cử, thì nói gì đến quyền của các hiệp hội độc lập khác. Dù hiến pháp quy định người dân được trực tiếp bầu đại diện cho Quốc hội và các cơ quan nhà nước, nhưng hệ thống pháp luật thông qua nhiều chiêu và võ đời thường, cả công khai lẫn bí mật, đã thiết lập nên sự độc tôn về quyền lực chính trị cho Đảng Cộng sản Việt Nam và dàn dựng bằng rất nhiều cách để giám sát hầu hết mọi sinh hoạt của xã hội. Chỉ riêng với Đảng Cộng sản Việt Nam trong 92 năm tồn tại của mình, chưa bị điều chỉnh bởi bất cứ một bộ luật nào, Đảng đứng trên mọi pháp luật là phản ánh cái thực tế trần trụi ấy. Vấn đề là tại sao báo cáo ấy của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lại được trưng ra đúng vào thời điểm hết sức nóng bỏng này. Báo cáo nói trên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phải là quả bom hẹn giờ có thể làm nổ tung giao bang giữa Việt Nam và Mỹ. Chắc chắn chưa thể để xảy ra và lời cáo buộc đưa ra hoàn toàn khách quan và chính xác, nhưng đề tài ấy xưa như diễm và là chuyện thường ngày ở huyện trên giải đất Việt Nam hình chữ S. Đây là hình ảnh ứng cử viên đại biểu Quốc hội tự do ông Lê Trọng Hùng đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam cho bắt giữ trước khi cuộc bầu cử diễn ra, sau đó bị tuyên án tới 5 năm tù giam. Chính quyền thì luôn dùng mọi cách và dùng từ để bôi nhọ danh dự, dàn xếp kết quả cho đến tù đầy để loại bỏ những ứng viên không lọt mắt xanh của Đảng. Nhà nước hiện nay ở Việt Nam không phải là nhà nước do dân bầu lên bằng lá phiếu của mình. Mọi phong trào chính trị đối lập và các đảng phái chính trị ở Việt Nam xưa nay đều là bất hợp pháp. Tuy hiến pháp có quy định rằng tất cả các tổ chức, đảng và đảng viên phải hoạt động trong khuôn khổ của hiến pháp và pháp luật. Nhưng trên thực tế, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động như một cơ quan ra mọi quyết định tối cao hơn cả luật. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh hiến pháp của quốc gia là văn kiện đứng hàng thứ hai sau cương lĩnh của Đảng. Nói cách khác, cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam còn cao hơn cả hiến pháp. Nhưng tại sao giờ này Hoa Kỳ mới lên tiếng về sự không chính danh ấy của bộ máy quyền lực ở Việt Nam? Một phần câu trả lời nằm ở thời điểm công bố báo cáo. Vào ngày 12 tháng 4 năm 2022, 5 ngày sau khi đại diện Việt Nam bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, là một khoảnh khắc lịch sử của Đại hội đồng. Lần đầu tiên, một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bị loại khỏi Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Đấy cũng là thời điểm cảnh báo đối với Việt Nam. Ngày 7 tháng 4 là ngày Việt Nam công khai chọn phe bằng lá phiếu chống lại việc đưa Nga ra khỏi Ủy ban Nhân quyền. Việt Nam đã quyết định ghi tên mình vào nhóm các quốc gia tương đồng về thể chế chính trị, đối đầu lại với Mỹ và phương Tây, là các quốc gia theo đuổi mô hình nhà nước pháp quyền, tự do và dân chủ, đối ngược lại với độc tài, độc đảng tại Việt Nam. Mọi nỗ lực ngoại giao của Việt Nam từ trước đến nay nhằm tạo ra bộ mặt cởi mở, khoan dung với thế giới dân chủ phương Tây đã tan biến thông qua 3 cuộc bỏ phiếu oan nghiệt vừa qua. Đây là hình ảnh Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào hôm 7 tháng 4 thông qua nghị quyết loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền, trong đó Việt Nam nằm trong số 24 thành viên bỏ phiếu chống. Cả 3 lần Hà Nội không ngần ngại bộc lộ quan điểm gần với Trung Quốc hơn là các thành viên của ASEAN. Nhưng phần quan trọng nữa, nhiều khả năng các cố vấn của Tổng thống Biden có nhã ý bắn tin cho Thủ tướng Phạm Minh Chính trước khi ông có ý định sang Mỹ thực hiện chuyến công du mà cả dư luận Việt Nam lẫn Hoa Kỳ đều đang mong đợi. Chuyến thăm Mỹ của ông Chính được lên kế hoạch trong khuôn khổ thượng đỉnh giữa Mỹ và ASEAN vào cuối tháng 3 vừa qua, nhưng đã bị Hun Sen trong tư cách Chủ tịch ASEAN cản mũi một cách ngoạn mục. Xem ra ngoại giao Việt Nam kỳ này thua cả Campuchia lẫn quốc đảo Singapore chỉ trong một động thái Campuchia vừa đẩy lùi vô thời hạn cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ vừa gây lúng túng cho Việt Nam. Trong khi đó, Thủ tướng Lý Hiển Long khỏi cần thượng đỉnh ASEAN đã trực tiếp bay thẳng sang Mỹ bóp chat với các nhà báo, thuyết phục họ rằng Singapore không bao giờ là cái loa của Bắc Kinh cả. Thậm chí quốc đảo này không có khả năng thay đổi hành vi của Bắc Kinh theo khẩu vị của Washington. Theo giới quan sát, có 3 lý do để chính phủ Mỹ nâng quan điểm đối với các bản báo cáo hàng năm. Thứ nhất là lá phiếu 7/4 của ngày 7 tháng 4 của Việt Nam không chỉ chống Mỹ, chống Liên Hợp Quốc, mà là còn cuốn phản đòn đối với luật pháp quốc tế nói chung và đối với trật tự dựa trên luật lệ nói riêng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Sochi vào tháng 9 năm 2018. Thứ hai là lá phiếu hôm 7 tháng 4 còn là một cảnh báo đối với người dân Việt Nam rằng Hà Nội sẵn sàng tham gia tái lập trục Việt Trung Xô thuở nào thành Việt Trung Nga ngày nay, tức là già néo và chẳng cần đái hoài gì đến ý nguyện của người dân cả. Làm như vậy, Hà Nội có nguy cơ cao là đứt luôn cả các mối quan hệ với chính người dân của mình, tức là đứt dây. Bởi vì còn mấy người Việt Nam giữ được tình cảm trước đây đối với Nga sau những hình ảnh hố chôn tập thể ở Mariupol nữa. Thứ ba là lá phiếu hôm 7 tháng 4 là bằng chứng rõ rệt nhất rằng từ trước đến nay Việt Nam chỉ giả vờ lu dây giữa Mỹ và Trung Quốc, chứ thực ra Hà Nội không hề thực thi chính sách cân bằng động mà Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn quảng bá lâu nay. Để đừng già néo đứt dây, Việt Nam nên suy nghĩ lại trên tầm chiến lược, kể cả hướng dẫn trong nội bộ lý do Hà Nội bỏ phiếu chống hôm 11 tháng 4. Việt Nam, cả người dân lẫn chính phủ nên gấp rút trang bị lại những nhận thức mới về Nga và Trung Quốc qua cuộc chiến ở Ukraine đang diễn ra khốc liệt tại hiện nay. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cuộc tập trận bất ngờ của Việt Nam là nhằm đáp trả Trung Quốc. Quân đội Việt Nam đang thực hiện một cuộc tập trận bắn đạn thật ở tỉnh Duyên Hải, Bình Định. Theo chuyên gia, thì động thái này nhằm đáp trả lại Trung Quốc với sự hung hăng của họ trong thời gian qua tại Biển Đông. Hôm 8 tháng 4, tin về một cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội Việt Nam được lan truyền, nhà nước đưa tải, đang đi các báo khắp nơi. Đây là hình ảnh sân bay Phù Cát thông báo đóng cửa 10 ngày để tập trận, khiến nhiều vé máy bay du lịch đã bị thông báo hủy. Thông tin này được công khai gián tiếp thông qua báo của cảng hàng không Phù Cát ở Quy Nhơn và hãng hàng không Việt Nam Airlines về việc điều chỉnh các chuyến bay đến và đi tại sân bay này do bị ảnh hưởng của các cuộc tập trận. Còn báo Quân đội Nhân dân hay trang web của Bộ Quốc phòng Việt Nam đều không đăng tải bất cứ thông tin nào về cuộc tập trận này. Cuộc tập trận bắn đạn thật được thông báo là sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 4, tức là chỉ 4 ngày kể từ khi thông tin được tiết lộ. Do đó làm gia tăng tính bất ngờ của hoạt động tập trận này, Việt Nam đã chia sẻ. Phải đến ngày 14 tháng 4 thì thông tin chi tiết về cuộc tập trận mới được xuất hiện trên các mặt báo. Theo trang mạo Báo Sinh thì trong 2 ngày 13 và 12, không quân Việt Nam đã tập trận ném bom các mục tiêu mặt đất tại trường bắn TB2 ở tỉnh Bình Định với sự tham gia của các máy bay chiến đấu hiện đại trong biên chế của quân đội như Su-27. Đây được cho là một khoa mục trong chuỗi các hoạt động bắn đạn thật kéo dài đến ngày 21 tháng này. Dường như là để cảnh cáo Trung Quốc trước sự hung hăng của họ ở ngoài Biển Đông. Đây là hình ảnh máy bay Su-30 của Việt Nam tập trận oanh tạc mục tiêu. Câu hỏi đặt ra là tại sao quân đội Việt Nam lại tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật bất ngờ ở thời điểm này? Tại sao ở khu vực tỉnh Bình Định? Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do qua email, tiến sĩ Huỳnh Tâm Sáng, giảng viên của môn quan hệ quốc tế, trường Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, lý giải những câu hỏi này như sau: cuộc tập trận hiện đang diễn ra có thể được hiểu như là một tín hiệu ngầm cho thấy quyết tâm của chính quyền Hà Nội trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh của mình. Mặc dù Trung Quốc luôn khẳng định lãnh thổ của họ bao gồm đường 9 đoạn, trong đó có quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ông Sáng cũng chỉ ra rằng hoạt động thái này diễn ra trong khi Trung Quốc tổ chức cũng của một cuộc tập trận bắn đạn thật bất ngờ trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên khu vực biển Vịnh Bắc Bộ. Phía Việt Nam trước đó cũng lên tiếng phản đối cuộc tập trận của Trung Quốc thông qua người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Đây là hình ảnh chiến hạm Trung Quốc trong một cuộc tập trận ở Biển Đông. Còn về vị trí của cuộc tập trận, ông Huỳnh Tâm Sáng lý giải rằng Bình Định là một vị trí chiến lược. Vị trí của cuộc tập trận gợi ý rằng Việt Nam nhìn nhận vấn đề, nâng cao năng lực quốc phòng là vô cùng quan trọng đối với an ninh của mình. Bình Định là một tỉnh có vị trí địa chính trị quan trọng bởi vì đây là cửa ngõ thông ra biển của khu vực Tây Nguyên, miền Nam, Lào và phía Bắc Campuchia. Ngoài ra, vị chuyên gia về quan hệ quốc tế này cũng cho rằng môi trường an ninh quốc tế, cụ thể là cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, cũng là tác nhân khiến cho Việt Nam phải có hành động thể hiện năng lực tự vệ của mình. Ông cho hay, cuộc chiến của Nga ở Ukraine tạo ra thông điệp tối quan trọng đối với Việt Nam, rằng để đảm bảo an ninh quốc gia thì việc chuẩn bị cho các tình huống trong tương lai cần phải được ưu tiên hàng đầu. Với việc tập trận bắn đạn thật lần này, Việt Nam muốn thể hiện rằng mình đã chuẩn bị cho bất cứ tình huống bất ngờ nào ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, đặc biệt là các tình huống trên Biển Đông. Trước đó vào hồi tháng 3, quân đội Mỹ cho biết phía Trung Quốc đã hoàn tất quân sự hóa ít nhất 3 đảo nhân tạo mà họ chiếm đóng ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đang có tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng, bao gồm cả Việt Nam. Trung Quốc đã thành lập cả huyện Tam Sa, gồm có rất nhiều quần đảo mà Việt Nam đang đóng quân và yêu cầu Việt Nam phải rời đi. Các đảo này được trang bị những hệ thống vũ khí tối tân như hệ thống tên lửa chống hạm, phòng không, thiết bị laser gây nhiễu cùng máy bay chiến đấu của Trung Quốc. Đây là hình ảnh đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép trên Biển Đông. Sân bay Phủ Cát ở Quy Nhơn, miền Trung Việt Nam sẽ phải đóng cửa từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 4 để phục vụ công tác diễn tập quốc phòng bắn đạn thật. Truyền thông nhà nước loan tin dẫn thông báo vào ngày 8 tháng 4 của Cảng hàng không Phủ Cát và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Họ đưa ra thông tin về việc phải đổi các lịch chuyến bay đến và đi từ sân bay Phủ Cát. Tin nói rõ rằng vào ngày 7 tháng 4, Cảng hàng không Phủ Cát gửi văn bản cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định liên quan thông báo nhận được một hôm trước đó về hoạt động diễn tập quốc phòng có bắn đạn thật tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 tại xã Bình Thạnh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4. Khung giờ bắn đạn thật được cho biết trải dài từ 7 giờ sáng đến 23 giờ đêm mỗi ngày. Do vậy, máy bay hàng không dân dụng không thể cất cánh và hạ cánh, rất nguy hiểm, có thể bị bắn trúng nếu đi vào đúng vùng đang tập trận. Theo Giám đốc Cảng hàng không Phủ Cát Nguyễn Hoàng Anh, hoạt động diễn tập quốc phòng được nói là nhiệm vụ chính trị quan trọng để tăng cường đảm bảo chủ quyền và an ninh quốc gia, nên các chuyến bay đến sân bay này trong thời gian quy định phải chuyển lịch. Qua việc Việt Nam tập trận, thấy rõ Việt Nam cũng thấy những nguy cơ rất lớn từ phía Trung Quốc khi bất ngờ có thể bị tấn công, vì Trung Quốc với tiềm lực quân sự lớn gấp nhiều lần Việt Nam thì có thể nghiền nát Việt Nam nếu Việt Nam không có sự chuẩn bị.